Chào mọi người, cái video trước mình đã hướng dẫn cho mọi người cách chúng ta chế một cái sợi cáp USB để xài cho phần đa các máy Android. Và cái video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách chúng ta chế một cái sợi cáp OTG. Cáp OTG là gì? Cáp OTG là cái cáp mà dùng để chúng ta gắn thêm thiết bị ngoại vi. Nó đảm nhận cái vai trò là cái cổng USB như là trong cái máy tính của chúng ta, khi mà chúng ta cắm con chuột, hay là chúng ta cắm bàn phím, hay là chúng ta cắm mấy cái đầu đọc thẻ nhớ như thế vậy, USB rồi vô để chúng ta lưu trữ dữ liệu gì đó, chuyển đổi lưu dữ liệu đó. Đây là cái sợi cáp OTG mà mình đã tự chế. Nhưng mà một điều mọi người chú ý đó là cái máy mà cắm cái cáp vô OTG này là cũng phải hỗ trợ mới được nha, chứ không phải là cái máy Android nào mà có ngõ cắm này đều cắm được cái cáp này đâu. Phần lớn là những cái máy mà máy tính bảng á, thì nó sẽ hỗ trợ cái cáp OTG. Thì các bạn sẽ chế cái một cái sợi cáp, thay vì phải đi mua cái sợi cáp này cũng mấy chục ngàn, trăm ngàn, thì các bạn cũng có thể tự chế. Đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tự chế. Ở đây chúng ta cắm vô cái máy của chúng ta. Đây là cái nhỏ cáp USB của Android. Còn cái này là cái cáp cái. Cáp cái để chúng ta cắm cái cáp đực vô. Cáp đực mà hôm bữa mà mình hướng dẫn cho mọi người cách chế cái cáp USB là chúng ta sử dụng cáp đực. Còn cáp cái là cái đầu này đây. Đây. Chúng ta nhìn cái cáp đực nó có hai cái lỗ. Đưa hướng lên. Chúng ta cắm vô cái cáp cái, cắm sao mà cắm vừa được cái cáp cái, cắm vô đó thì cắm giữ cái vị trí này. Thì cái cáp cái chúng ta xem trên cái hình là 1 2 3 4, thì cáp cái cũng là 1 2 3 4, đây cũng vị trí như vậy, thì chức năng của nó cũng như vậy luôn, cũng như bên đây luôn. VCC data cộng data trừ mát đó. Cái lưu ý á, khi chúng ta chế cáp này không phải là sử dụng chỉ có 4 dây. Nếu mà các bạn hàng chỉ có 4 dây vô đó thì nó như là cái cáp kia rồi, đúng chưa? Bật ra cho mọi người dễ nhìn. Nếu mà chúng ta hàng chỉ có 4 dây vô, 4 dây này hay là 4 dây này, chúng ta hàng vô đây, vô 4 dây mát D cộng D trừ VCC thì nó giống như là cái cáp truyền dữ liệu rồi, nó đâu có nhận được đâu. Cáp truyền dữ liệu này thì bản thân nó thì nó không có thể là cái cáp OTG được, tại vì cáp OTG nó là cái thiết kế khác, nó là cái định dạng khác, nó để nó đưa cái dữ liệu ra chứ nó không phải là nó nhận dữ liệu vào, kiểu như là cái cáp USB. Mình nói cho mọi người dễ hình dung vậy thôi nha, chứ mọi người đừng có dựa trên cái đó mà bắt bẻ nha. Cái cáp OTG nó sẽ sử dụng thêm cái chân số 4 này, thay vì cái cáp USB chúng ta làm thì chúng ta bỏ trống cái chân số 4, nhưng mà cái chân số 4 này chính là cái chân báo hiệu để cho cái máy chúng ta biết là cái thằng cáp OTG đã được cắm vào, và cái chân số 4 này nói với chân nào. Chân số 4 này chính là chân nối với chân mát. Khi mà các bạn hàng chân OTG thì hàng cũng y chang như là hàng cáp bình thường thôi, nhưng mà khi cái chân số 4 này các bạn nói với mát, tức là đây chân số 4 ta chạm chập chung với chân số 5, và chúng ta nói với là cái chân mát là cái chân nào của cáp cái đâu, mát là chân số 1 của cáp cái đó, 1 nói với chân 4, 5 đó, 3 chân còn lại nói y chang vậy thôi, không có gì khó khăn hết, quá đơn giản đúng không mọi người. Thì từ cách này các bạn cũng có thể chế một sợi cáp vừa là cái cáp data vừa là cái cáp OTG. Thì khi mà chúng ta sẽ chế một cái công tắc giữa chân số 4 và chân số 5, khi chúng ta hở công tắc ra thì nó sẽ đóng vai trò lại cáp data, và khi mà chúng ta đóng cái công tắc lại thì nó sẽ đóng vai trò lại cáp OTG, với điều kiện là chúng ta phải nối thêm hai cái ngõ đực và cái này nó song song với nhau đó, để khi mà cáp OTG thì chúng ta sử dụng các ngõ cái này thôi, còn khi mà để truyền dữ liệu data thì chúng ta sử dụng cái ngõ đực này. Mọi người hiểu chưa?
Bây giờ thì mình không có làm thực tế trực tiếp được, nhưng mà mình đã có cái sợi cáp này để cho mọi người xem. Đây, mình chế tạo hoàn toàn dựa trên cách này. Đó. Mọi người xem kỹ ha, rất đơn giản. Từ cái cáp OTG này chúng ta có thể cắm chuột vô cái máy tính bảng của chúng ta cũng được, cắm chuột bàn phím lung tung hết, tay game hay là cái gì đó, Bluetooth tay game lung tung hết, như là máy tính chúng ta thôi. Nhưng mà không phải là tất cả nha, có nhiều cái thiết bị USB nó không có hỗ trợ cho cái hệ điều hành Android, nên nhiều khi sợ cắm vô được nhưng mà nó không điều khiển được, hoặc là nó không có nhận được luôn. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video clip, hay thì like, share, subscribe mình ha. Cảm ơn rất là nhiều. Thắc mắc gì các bạn lên bay vọc sĩ nha.